Hello các bạn, Amy xin mến chào các bạn đã trở lại kênh Amy nha. Đây là bộ móng màu đỏ Amy đã sơn xong nè các bạn, cô khách làm phiêu nha. Bây giờ Amy sẽ vẽ cho cô khách bốn ngón. Bây giờ Amy ra lấy cái màu trắng keo đặc ra nè các bạn. Cái này nó cũng đã lưng rồi, Amy quẹt quẹt cho cái nước nó qua bên ha, để mình lấy cái màu trắng không ha. Rồi, với cái bước đầu tiên Amy sẽ vẽ đây. Amy sẽ vẽ đây, cái này là mình nhìn theo hình của khách ngón giữa nha. Giữa em mày lấy một chấm treo đặt cho nó to thiệt to nè các bạn hả, em mày chấm lên ngay đây to nha. Rồi sau đó em mày sẽ dùng cái đầu nhỏ cho treo đó treo đặt nè, em mày chấm bên đây dài hộp nha các bạn thấy không. Rồi bây giờ cái bước thứ hai thì em mày chấm luôn cái ngón giữa bên đây đi nha, chấm luôn một lần cái ngón bên đây luôn để mình làm cho hai ngón nó xong một lượt. Rồi bây giờ một chấm keo đặc bự em mày chấm ngay đây đó. Rồi em mày chấm cho nó bự ra, nó có cái nhiều cái keo nằm lên. Rồi sau đó là em mày sẽ chấm những cái chấm nhỏ bên đây. Rồi nha. Rồi cái phần còn lại bây giờ em mình sẽ dùng cái cỏ giá lai nè. Em mình kéo cái keo đặc này xuống. Một đường cho nó dài. Rồi kéo cái keo đặc lên một đường cho nó dài. Rồi sau đó kéo những cái tủa ra. Đó. Rồi đây cũng vậy, rồi mình kéo những cái tủa ra nha các bạn. Giống như cái store vậy đó. Rồi rồi đây các bạn, mình cho các bạn coi nè, đó đó cái ngón ngay giữa nè các bạn thấy không, đây là một chấm ngay đây nè đó. Rồi bắt đầu kéo ra, nó để mình kéo ra vậy đó nha. Để mình thích dùng cái keo đặc. Rồi còn ở phía dưới nè, em mình forget nè, phía dưới cái đầu móng nè có nó có một hai chấm nhỏ nữa nè. Rồi lại mình đã xong ngón này nha các bạn. Bây giờ tạm thời bên đây thì mình sẽ bỏ ngón này nó cho hơi trước, tại vì cái màu là màu treo. Rồi qua bên đây nè, giờ chấm dưới góc này trước nha, một hai chấm nhỏ dưới đây nè đó các bạn thấy không, cái mẫu của nó vậy thì mình phải vẽ vậy thôi. Rồi bây giờ mình sẽ dùng cái cỡ giấy lai, tại vì cái treo đặt mình bỏ lên chứ nó chưa có khô nha các bạn, khi nào hơi nó mới khô. Rồi em mình kéo nè, đó cái này giống như cái store vậy đó. Bạn thấy mày kéo ra không? Rồi, mày kéo hai cái lần này ra cho nó bự ra đó. Rồi như vậy là mày đã xong hai ngón rồi nha. Rồi bây giờ em mày sẽ cho hai ngón bên đây tí xíu thôi. Can you back up the phone for me? Tại vì hình của cô khách đem lại đó các bạn, cái phone nó tắt màn hình rồi. Bây giờ cái bước thứ hai là tới cái ngón này. Khoan đi, em mình làm luôn ngón út nha. Ngón út là những cái chấm màu trắng mình keo đặt luôn. Anh làm mình giải quyết xong luôn đi. Đó. Rồi, có chấm bự, chấm nhỏ nha. Bỏ cái phone có con dễ tắt. Rồi ngón út nha. Rồi bây giờ qua đây cũng vậy, làm luôn ngón út bên đây. Noel là mỗi người thích một mẫu nha các bạn, mình làm theo mẫu của những cô khách đem lại nè. Rồi xong ngón út luôn rồi, bây giờ tới ngón ganh nha. Ngón ganh lại thì sẽ dùng cái màu trắng treo, em thì thường xài cái hiệu treo polish này. Rồi, trong khi em mì giãn ngón ganh bên đây thì em mì sẽ cho hơi cái bàn bên đây. Các bạn cũng thông cảm dùm khi bỏ hơi ra hơi vô đó các bạn, tại vì màu treo. Rồi em mì giãn toàn bằng màu treo hoặc treo đặc, không bắt buộc em mì phải hơi. Còn em mì giãn màu thường thì không cần nha. Rồi bây giờ em mì sẽ giãn cái trip cho cô khách này. Và cái line này nha, màu trắng mà bây giờ mì giãn ở đây cho. It's okay, it's okay. Thing keeps going off.
Đây. Vậy cái đường lai thì nó hơi bầu bầu vậy nha các bạn, cái nó không thẳng nha. Đó. Đó, tại vì mỗi một cái hình của khách đem lại là khác nha. Có nhiều cái sập thì mình vẽ nó thẳng, còn cái sập khen này thì vẽ nó bầu. Đó, màu keo mình vẽ nó mình chỉnh sửa cái lần nó lại rồi. Các bạn thấy là mình đã xong cái sập thôi. Rồi giờ mình sửa cái độ lớn của cái sập lại cho nó tương đối đều nè. Mình đã xong nha, sập màu trắng luôn rồi. Bây giờ mình cho hơ mới có bơ ba ngón thôi. Giờ qua đây mình cũng vẽ luôn cái sập màu trắng nè. Một sập nè các bạn, vẽ bốn sập nha. Hai sập này mình vẽ trước cái mình canh tô lại cho nó đều. Ba sập nè. Đó, cái sập nó hay bầu bầu vậy ha. Bốn sập nè. Đó, mình tô lại nè. Rồi xong bốn sập rồi. Rồi bây giờ mình cho hai bên đây. Rồi bây giờ qua phần bên đây là cái ngón tỏ này, sẽ vẽ một cái snow led thật là to nha các bạn. Cái snow led muốn đầy hết cái móng luôn á. Bây giờ mình sẽ đi một đường thẳng đây nè. Đó, đường thẳng đây xuống. Đó, mình đi bốn cái đường chánh trước. Rồi bây giờ mình sẽ vẽ cái tua ra nha. Nó mỗi một nhánh đây mình vẽ hai cái tua rồi, ở đây cũng vậy, mỗi nhánh vẽ hai cái tua ra trước nha. Và cái snow led của khách này rất là to. Rồi mỗi nhánh này mình cũng vẽ hai cái tua nữa. Sorry các bạn nha, mình vẽ mình phải đổi tay nè. Rồi bây giờ xong rồi, ngay giữa đây mày kéo ra một cái đường trắng nè. Đó, ngay giữa đây kéo ra một cái đường trắng. Mình vẽ cái tua xong đi rồi mình kéo cái đường trắng ra cho nó dễ. Đó. Rồi đây mày kéo ra cái đường trắng nè. Đó. Rồi. Xong cái new snow led rồi, bây giờ mày sẽ dùng cái gel đặc. Hello. Khách anh ơi, rồi bây giờ mày sẽ dùng. Yes, thích ra được color. Giờ mình sẽ chấm ngay đây một cái nè. Đó. Ngay đây một cái nè. Ngay đây một cái nè. Đó, các bạn thấy nè. Mỗi một cái snow led là mình vẽ một cái khác nhau. Rồi, bây giờ là cô khách này sẽ chế một cái bự ngay đây. Một cái chấm rất là tròn bự ngay đây, mình chấm lên đó. Rồi đây mình đã xong cái snow led của khách này nha các bạn. Bây giờ có xong vòng vòng đây được có những cái chấm nhỏ nhỏ phía ngoài nè đó. Rồi là mình đã xong cái snow led cho cô khách này. Rồi bây giờ mình cho hơn nha. Rồi qua đây cũng nhảy cái snow led của cổ còn bự hơn của mình vẽ đây, mình vẽ lại mình đã tớp lại bớt rồi đó. Rồi, mình cũng gạch bốn đường vậy nha các bạn. Tại em mình muốn gạch từ trong, em mình gạch ra vậy. Cho cái lai ở ngoài đầu nó mỏng hơn cái lai bên trong. Rồi, bây giờ mình sẽ vẽ nha. Vẽ hai cái nhánh ra nè, nó một cái, hai cái nè. Rồi, ở đây cũng vậy, một cái nè. Hai cái nè. Cái mình bắt theo trình tự thì mình vẽ rất dễ các bạn. Đó. Nhằm khi mình thấy nó tùm lum hết, nó sờ rần hết, mình không biết bắt từ đâu, mình vẽ nó dễ bị đụng vô nhau. Mình cứ đi mấy cái đường căn bản này trước đi nó. Xong đường căn bản phải không? Mình mới trong đây mình kéo ra nhánh. Trong đây kéo ra nhánh nè, mình đừng có vẽ hai mấy cái nhánh này trước. Mình vẽ cái lai nhỏ trước đi, rồi mình kéo cái nhánh này ra, mình tránh được, mình không có bị đụng. Rồi cái bước thứ hai là mình đi những cái chấm nha. Đi chấm ngay đây một cái nè. Bây giờ mình vẽ cái đầu ra cho nó dương chút xíu. Chấm đây một cái nè.
Có nhiều bạn hỏi em mì rẻ vậy là lấy tiền bao nhiêu, cũng tùy theo tiệm nha các bạn, tiệm mấy bạn lấy giá cả như thế nào. Thì em mì biết mỗi một tiệm rẻ thì có giá riêng hết á. Còn thường khi em mì rẻ mà những mẫu quá đặc biệt cho cô khách thì em mì thường nói giá trước. Bây giờ mình coi cái mẫu rẻ có mất nhiều thời gian không đó. Nếu mà cô khách có nhiều, cô khách cũng khe cho cái thích rẻ thôi thì mình nói giá trước, cô khách đồng ý thì mình rẻ. Rồi giờ một chấm bự ngay đây nè. Đó, lại mì đã xong cái snow flat đó các bạn, rất là đơn giản luôn. Rồi bây giờ cái bước thứ hai là mình sẽ cho hơi qua đây tí xíu nha. Là toàn bộ những màu rẻ là cái treo liệt màu trắng nè, mua Amazon nha. Với cái treo đặc, hay mình sẽ zoom cái hiệu treo đặc cho các bạn coi, cái hiệu là Elite 99, các bạn cứ search cái hiệu này Amazon thì các bạn sẽ mua được thôi. Rồi các bạn zoom giùm em mình nha, để dầm khi các bạn không thấy cái hiệu rồi các bạn nói em mì ấy cho cái liên, nó có rất là nhiều màu. Và bây giờ em mì bỏ vô cho các bạn coi nè. Đó, cái mẫu kit mà rất là đơn giản, cô khách giả bốn ngón chờ hai ngón cái anh hai các bạn thấy không, hai cục candy cane giả bầu bầu chứ không giả thẳng. Cái chấm này mình chấm một chấm bự, mình kéo ra như mà nước sơn nó phun xuống vậy. Hai cái snow led các bạn thấy không, giả theo cách em mì là mình giả hai cái nó ra, nó rất là tương đồng, nó không có khác biệt. Mình cứ đi theo trình tự căn bản vậy chứ mình đừng có thấy chấm nhiều rồi tùm lum hết mình không biết bắt đầu từ đâu nha. Bây giờ em mì kiểm tra lại, em mì mới thấy em mì miss xịt một cái nè. Các bạn thấy dầm khi mình vẽ quá mình cũng quên. Đây em mình miss xịt một cái chấm ở chỗ này. Đó, các bạn thấy không, nhiều khi mình kiểm tra lại nó cũng sẽ giúp mình nhìn thấy nhiều khi mình quên chứ không phải gì các bạn. Rồi em mình cho hơi lại tay đó một chút nha. Các bạn thấy bây giờ là vô mùa lễ rồi các bạn, em mình toàn là sơn màu đỏ vẽ mẫu luôn. Looks good, Amy. Thank you, vẽ mẫu luôn. Thank you so much. Rồi bây giờ em mình sẽ cho hơi tay bên đây. Is that the first snowflake you've done? A lot, no. No. Yes. Ok rồi. Rồi bây giờ em mình sẽ bỏ nước bóng lên nha các bạn. Sau khi bỏ nước bóng lên là em mình đã hoàn thành xong cái bộ nail của khách này ngày hôm nay. Hôm nay là em mình chia sẻ những cái mẫu mà rất thông thường, thông dụng cho cái mùa lễ kích mệt năm 2021 này luôn. Bây giờ em mình xin kết thúc cái video này tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Thân ái chào các bạn.